Hương ở nhà không? Cô Hương đâu rồi? Cô Hương đâu? Dạ chào bà chị. Bà chị muốn tìm ai? Tôi tìm cô Hương. Nói với cổ là có bà Hai Lung ở Sài Gòn xuống đòi nợ. Thưa bà chị, ở đây chỉ có con The, con gái tôi, chứ không có cô Hương nào mà bà chị muốn tìm cả. Dạ dạ, bà tìm con đó ba. Bà ấy bà, tôi lại bà. Bà làm ơn bà trả tiền cho tôi đi bà. Chị Hai, con lại gì mà chị Hai. Chị làm ơn làm phước gì trên giùm con. Con hứa với dì, con sẽ nhờ chú Năm gửi thư cho dì Hai. Con sẽ cố gắng đi làm để trả nợ cho dì Hai. Dì Hai thương con, về trên giùm con. Ráng làm hả? Cô nói làm sao? Con già này không có ngu đâu. Cô gạt ai chứ không gạt tôi được đâu. Bà chị ơi, nó thiếu tiền ai? Bao nhiêu? Mà chuyện gì vậy bà chị? Nó thiếu tôi 1,000, chưa tính tiền lời. Tiền của tôi là tiền ơn, tiền nghĩa mà. Cổ nói, lúc này làm ăn không được nên mượn tiền tôi gửi về cho cha mẹ xài. Cổ nói 1, tôi hay 1. Cổ nói 2, thì tôi tin 2. Tại sao lại gạt tôi? Dì Hai. Bà chị bớt nóng. Còn phải số tiền mà 2 tháng trước con gửi về cho ba má đó phải không con? Dạ ba. Bà chị ơi, bà chị vui lòng thư thư cho tôi vài ba bữa, cha con tôi sẽ hoàn lại số tiền đó cho bà chị. Cái miếng đất sau nhà người ta đã ngã giá rồi, vài bữa nữa người ta trồng tiền. Rồi cái tôi y hẹn với bà chị, bà chị vui lòng chờ tôi vài ba bữa nghe. Chị Hai, dì về trển giùm con đi dì Hai. Buông tôi ra, tôi chưa có đi đâu hết á. Đừng có lôi kéo gì tôi. Cô nói làm sao? Cô gạt cha mẹ cô được chứ cô gạt được ai? Bà chị, con gái tôi tội nghiệp lắm bà chị. Nó thương cha thương mẹ, nó đi làm ăn xa, nó kiếm tiền về cho cha mẹ nó xài, chứ nó đâu có gạt gì ai đâu. Nó đàng hoàng mà. Ông ơi, ông tin con ông có ngày ông chết rồi ông ơi. Dì Hai ơi, con xin dì làm ơn về giùm con chết đi dì Hai. Dì giết chết con rồi dì Hai ơi. Buông tôi ra, tôi chưa đi đâu. Để tôi nói cho tan quan hết. Tan quan gì? Con mình mà không tin sao được. Con cái tôi nó đàng hoàng lắm bà chị ạ. Xí, đàng hoàng. Đàng hoàng cái cù lôi á. Ông biết con ông nó làm gì trên Sài Gòn không? Nó làm điếm đó. Dì Hai. Sao? Muốn gì? Nè, tôi xí cô hồn. Tôi xí bùm bùm cho cha con mấy người ăn giọng gì ăn đi. Thứ đồ điếm mà. Xí. Trời ơi, tan nát hết rồi. Trời ơi, mày thiệt làm như vậy sao The? Mày hư hỏng đến vậy sao The? Ba ơi, con giết cha giết má rồi The ơi. Mày không nhớ những gì ba má dạy sao The? Nhà mình nghèo thà cặp đất ăn chứ không để ai khi về, không ai phỉ nhổ vô mặt ba má mày. Ba ơi, ba tha lỗi cho con. Ba tha lỗi cho con nghe ba. Tại sao lên Sài Gòn mày lại có thêm cái tên Hương? Tên The của tao với má mày đặt nó sâu lắm phải không? Mày đem liền cái tên The, mày liền cái tên The, không khác nào mày liền một quãng đời trong sạch. Rồi mày lượm cái tên Hương ở đâu mày gắn vô? Sao cái tên Hương thơm tho là một quãng đời thúi nát? Mày đi gọi nhà tao con quỷ. Ba, ba ơi, con biết phải
banh da rẻ thịt đẻ ra con. Tuy ba không nhai cơm đúng con từng bữa, nhưng ba đã từng quạt cho con từng ngày còn đỏ hòm trong nôi. Con bước đi một bước, ba nở một nụ cười. Con mở miệng kêu ba, ba mừng như ai cho vàng cho bạc. Mỗi khi con bệnh con ho là ba lo ba sợ cả đêm ngày. Ba chạy thuốc men hết thầy nọ đến thầy này, miễn sao cho con được mảnh dỗi thì ba ăn mới được ngon, ba ngủ mới được yên. Con ơi, đêm khuya khi giật mình thức giấc, ba ngồi nhìn con trẻ tủm tỉm cười trong giấc ngủ say, làm cho ba quên hết cả lao khổ đắng cay đã dòng cánh theo bao tháng năm dài. Ba ơi, ba thương con lỡ một lần, ba tha tội cho con. Ba ơi. Con ơi, cha mẹ nào nuôi con là mong cho con nên người, thầm giải gian sau này cho con được nên chồng nên vợ. Con để cho rạng rỡ dông dần, cho đẹp mặt nở mày cha mẹ, phải chi con buông gánh bán bưng hay là làm thuê làm mượn, mà con gửi về cho cha mẹ một gói thuốc rê, một lá trầu heo hoặc là một miếng cáo khô. Những vật đó nó còn quý hơn vạn lần những đồ nhớ bằng như nhung gấm lúa la. Chờ tao, đứng dậy đi. Bữa nay tao không đánh mày, nhưng đây nè, tiền bạc mày gửi về, má mày mai đầu cho tao. Tao không thèm. Mày ra khỏi nhà tao, mày ra khỏi nhà tao. Ba ơi, người đang nói chuyện với tao tuy xác là con the như tâm hồn con hương. Trước kia mày là đứa con gái đàng hoàng, mày lại đi làm bại hoại gia phong lễ giáo nhà tao. Tao cũng tin rằng mày đi làm ăn chân thật chứ đâu thật đâu dè. Mày đem thiết trinh đi bán khắp người ta để nuôi mẹ nuôi cha. Trời ơi, cái đồ quấn mắt dài, đừng léo hách về đây mà làm nhục tổ tông. Con cúi đầu chấm lại ba. Thôi thôi thôi, đừng có lại lục giang sinh. Ba tha tội, xin ba đừng giận. Con làm việc chi tất cả chi lòng hiếu đạo. Mày đừng có đem hai thiết hiếu đạo nói với tao. Không có thứ hiếu đạo nào bắt con phải làm vậy. Mà những người cha mẹ nhẵn những đồng tiền hiếu đạo đó là những người cha mẹ vô liếm sỉ. Mày đi ra khỏi nhà tao. Ba, ba ơi, những đồng tiền con gửi về cho ba mẹ cũng giống như những lời con sám hối mà con thường đọc lên để tự an ủi trong những đêm phân nhạc hơn ta. Sầu thương theo ngân lệ đôi.
là hôi chiên chanh nghiêng, rượu hồng quen ôm bốn bề quanh que như bay tháng ba. Trước sau chỉ có đôi mắt thăm quần lơ lăng, soi bóng trong gương sân cô sông hồ cuốn. Giờ nhậu nàng như mảnh trăng kia dơ bẩn như giờ sâu này, và sẽ tàn theo dĩa dầu hao bất lột cánh dài. Chuyện đó đâu có ai suối bay, ai đưa đường dẫn lối cho bay. Có làm thì mà chịu, có làm thì mà chịu. Mày đi đi, sao mày nói hoài vậy? Ba, ba ơi, con không còn mặt mũi nào trở về nơi này nữa. Vậy con xin một lại này để đáp đền công ơn sinh đẻ dựng núi. Nếu hôm nay con liệt bỏ gia đình thì kể như con người xương nơi quê người đất xa. Sự sống của con phải rời bỏ gia đình. Ba, ba ơi, dẫu rằng cách nuôi ngưng sông, nhưng tình thân nguyện khắc ghi trong lòng. Ba nói với em con đời cũng theo kẻ lọc lừa, cũng giống như con là một lần đi dắt nga. Ba nói với em con đừng tin người ai qua, đến chừng hồi tiếp thì đã chịu dở dàng. Tao hỏng muốn mày nói nhiều, mày đi đi tự hậu, đừng có trở về nhà này nữa. Mày còn láng giáng ở đó, tao tự dẫn tao chết cho mày vừa lòng. Mày đi đi. Ba, con lại ba, con đi.